Hôm nay Huế làm liệu trình oxy Z nhé, oxy Z tươi. Các chị hãy xem theo dõi cái quy trình oxy Z tươi tại spa thì sẽ đầy đủ các bước, các quy trình như thế nào nhé các chị nhé. Đây, đây là da của Huế thì đang được làm sạch. Sau khi tẩy trang xong là đến bước sữa rửa mặt. Mới sử dụng sữa rửa mặt dạng sữa các chị nhé. Vì do da của Huế là da dầu, thế nên là Huế sẽ sử dụng sữa rửa mặt dạng sữa. Tức là da của ấy là da hỗn hợp ấy. À, nó sẽ bị dầu ở vùng chữ T, trán, phần mũi và dưới phần hai bên cằm. Thế nên là mình sẽ sử dụng cái sữa rửa mặt dạng sữa để giúp kiềm dầu và giúp cho da nó không bị khô, cũng như là giúp hạn chế cái việc mà cái lỗ chân lông to. Và bây giờ thì chúng ta sẽ không lúc nào mà làm oxy xong mới massage, mới đánh tay ấm xong rồi bắt đầu mới massage dầu jojoba, ở cái bước mà sau khi bỏ mặt nạ ra và massage sạch. Bây giờ thì chúng ta sẽ bôi một chút ampo, cái tinh chất ở trong cái bộ oxy tươi ấy. Đó, chúng ta sẽ sử dụng cái tinh chất trong bộ oxy tươi để sau khi làm sạch sạch mặt xong thì chúng ta sẽ bôi một chút cái tinh chất này để cho da chúng ta nó có cái độ mềm mịn, và chút nữa thì khi mà lắp mặt nạ thì nó sẽ có một cái lớp ampo trong bộ oxy để đẩy vào sâu trong da. Làm cái liệu trình oxy tươi này thì chúng ta sẽ hơi ngược so với các quy trình khác, là chúng ta sẽ không có massage trước mà sau khi bóc cái mặt nạ ra, sau đó thì chúng ta bắt đầu là chúng ta mới sử dụng cái dầu jojoba để chúng ta massage nhé. Đó,
mặt em ấy hoàn toàn là mập, các chị có thể nhìn thấy rất là rõ cả cái nốt này, hơi hơi có một chút xíu cái nốt mụn này này, hôm trước nó nổi lên một chút cái nốt mụn này ở trên trán này của em. Thế nhưng mà em sử dụng cái loại tế bào gốc mới ấy, có một hôm thôi mà bây giờ nó xẹp luôn mụn và nó xe cồi luôn, không có nhân luôn nhá các chị nhá, rất là kỳ diệu. Riêng cái tế bào gốc mới đấy thì em thấy test nếu đối với cái mụn mà mới mọc ấy, nó chưa phải nhiều ấy, là sẽ rất là hiệu quả nhanh lắm các chị ạ. Sau khi mà chúng ta massage cái ampo lên trên bề mặt da rồi thì bây giờ là đến cái bước là chúng ta sẽ đắp cái miếng mặt nạ để cung cấp oxy và thải độc cho da. Thì đối với chị nào mà da bị nhiễm cọc hoặc là da bị nhiễm trì hoặc là da bị nhiễm nhiều độc tố, chúng ta sử dụng cái mặt nạ này nó sẽ lấy được toàn bộ độc tố. Và chúng ta sẽ dùng cái miếng mặt nạ này, chúng ta sẽ để tầm khoảng 5 cho đến 7 phút và gạt bọt làm 3 lần để loại bỏ toàn bộ những cái độc tố cũng như là những cái mà mỹ phẩm dư thừa trên da qua cái lớp mặt nạ thải độc này nhé các chị nhé. Phải gạt bọt hết 3 lần xong thì bắt đầu là đến lần cuối cùng khi gạt bọt mịn rồi thì bắt đầu mới đi cái máy điện di lạnh. Trong quá trình đắp mặt nạ như thế này thì các bạn ở spa hoặc là ở nhà chúng ta có cái điện di ở chế độ lạnh ấy, thì chúng ta cũng có thể là sử dụng ở cái bước thứ 3 khi mà chúng ta gạt bọt oxy đi. Bọt oxy sau một lúc thì sau khoảng 1 đến 2 phút thì sẽ thấy là bọt nó sủi lên rất là to, sau đó thì lần thứ 2 thì sủi lên nhỏ hơn, sau đó lần thứ 3 thì bọt nó mịn hơn. Thì gạt bọt đến lần thứ 3 xong, sau tầm 5 đến 7 phút xong thì chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ máy ở chế điện di ở chế độ lạnh, hoặc là sử dụng cái búa nóng lạnh ở tại spa để chúng ta có thể là sử dụng chế độ lạnh, chúng ta đẩy sâu cái oxy vào trong da sâu hơn nhé các chị nhé.
Sau khi bóc cái miếng mặt nạ oxy tươi này ra thì chúng ta sẽ lau sạch mặt bằng nước, sau đó thì chúng ta vẫn tiếp tục dùng tay nhúng nước ẩm ẩm và chúng ta tiếp tục massage để cho bọt khí nó vẫn đẩy lên trên bề mặt da nhé. Cái khâu này rất là quan trọng này, nếu như mà không làm kỹ cái khâu này ấy, là rất dễ khách hàng bị sinh ra bị mụn đó, làm oxy z. Nếu mà không làm kỹ cái khâu sau cái bước mà lột cái miếng mặt nạ ra ấy, khách rất dễ bị sinh ra mụn, bởi vì là những cái lượng mà độc tố nó vẫn ở dưới lỗ chân lông, nó chưa được đẩy lên hết, nên chúng ta sẽ phải sử dụng tay để chúng ta tiếp tục massage đến khi nào nó hết sạch toàn bộ cái bọt khí không còn nữa, thì lúc đó thì thực sự là da chúng ta mới sạch hẳn nhé các chị nhé. Không còn bọt khí nữa. Khi mà không còn bọt khí nữa thì chúng ta đã kết thúc cái quá trình mà chúng ta sử dụng cái mặt nạ để thải độc. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái bây giờ thì lúc này thì bắt đầu các spa nhé.
chúng ta mới sử dụng đến cái vấn đề massage da. Tức là khi mà da của khách hàng phải thực sự là sạch hẳn rồi thì lúc đó chúng ta đưa tất cả những cái mà dầu massage vào thì nó sẽ làm lưu thông những cái khí huyết và những cái hệ mạch máu ở dưới cái vùng da của khách hàng. Và lưu ý là khi mà sử dụng cái dầu massage jojoba thì chúng ta sẽ phải đánh tay lên như thế này, đánh đến khi mà nóng lên để chúng ta bắt đầu chúng ta massage vào cái quy trình này. Đó, được chai jojoba bọt này, lượng bọt này rất là nhiều luôn ạ. Đấy là da của Huế là thường xuyên đã được thải độc rồi. Còn đây là cái chai dầu jojoba. Mặc dù nó chỉ có 300g thôi nhưng mà sử dụng rất là dôi. Chỉ cần lấy một cái lượng rất là nhỏ thôi, không cần lấy nhiều, và chúng ta sẽ không thấy bao giờ là cái dầu nó sẽ hết được trên bề mặt, không bị khô. Nói chung là rất là trơn và massage rất là thích. Mà cái dầu này thì có thể massage được dành cho da mụn, bởi vì là cái tinh thể jojoba này thì nó có những cái thành phần mà nó sẽ làm cải thiện được những cái vấn đề liên quan đến mụn. Đó, chúng ta sẽ phải sử dụng cái dầu này để chúng ta đánh tay thật là ấm lên, cho thêm dầu. Chúng ta sẽ đánh tay nóng lên nhé. Chúng ta sẽ đánh tay nóng lên. Sau đó thì chúng ta sẽ miết một đường trên da như thế này, rồi chúng ta massage. Cái dầu này thì chúng ta phải đánh nóng lên thì nó mới bắt đầu nó tan. Nó giống như là chúng ta cái đun cái dầu ăn ấy, là nó phải có lửa, nó có nhiệt thì lúc đấy bắt đầu dầu nó mới sôi lên được. Thì cái dầu jojoba này cũng như thế, là chúng ta phải tạo nhiệt bằng cách là chúng ta đánh nhiều trên tay nhá. Thì để cho cái dầu nó tan ra, sau đó thì chúng ta massage nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Cái này nó có một cái đặc điểm là chúng ta càng massage thì càng thấy là tay của chúng ta càng ngày càng trơn, nó không bị khô giống như là những cái kem massage khác. Đó, nên chúng ta sẽ không phải sử dụng thêm những cái nước trong cái quá trình chúng ta massage.
Sau khi sử dụng xong cái dầu massage này thì chúng ta sẽ làm sạch mặt đi. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái một phần ampo trong cái bộ oxy z chúng ta bôi thêm trên da. Và bắt đầu là chúng ta ở spa thì chúng ta sẽ dưỡng, đắp thêm mặt nạ bột. Mặt nạ bột thì có thể là chúng ta sẽ sử dụng mặt nạ bột vitamin C, mặt nạ vàng, mặt nạ chạm trà, hoặc là tất cả những cái mặt nạ bột mà hiện tại ở spa đang có. Ở đây thì Huế hay sử dụng cái mặt nạ của bộ V-Line hoặc là mặt nạ vàng. Khi mà làm xong như thế này thì da rất là thoáng này. Thứ nhất là cảm nhận đầu tiên đó là rất là sạch, da rất là sạch, thoáng, thông thoáng lỗ chân lông. Và nếu như mà ai mà muốn làm se khít lỗ chân lông ấy thì chúng ta có thể sử dụng cái liệu trình oxy này. Nó sẽ giúp se khít lỗ chân lông, cấp ẩm sâu cho da, cung cấp oxy tươi cho da. Oxy tươi cho da thì nếu như mà khi mà chúng ta được cung cấp, da được cung cấp oxy ấy, thì nó sẽ có cái tác dụng là làm sáng da, trẻ hóa, làm đồng đều màu da. Và đặc biệt là trong cái liệu trình oxy này thì nó sẽ giúp ngăn ngừa cũng như là ức chế cái sắc tố nám ở trên bề mặt da. Đối với những cái da nào mà đang muốn ức chế sắc tố nám thì đây là một trong những cái liệu trình có thể giúp ức chế được cái sắc tố nám rất là hiệu quả nhé các chị nhé. Bôi cái lampo xong rồi xem có cái mặt nạ vàng hoặc cái mặt nạ vàng. Nạ vàng thì mình sẽ đắp mặt nạ vàng. Trước khi đắp mặt nạ vàng thì chúng ta sẽ bôi một chút ampo lên để lót nhé. Sau đó thì chúng ta mới đắp mặt nạ vàng. Và chúng ta sau khi kết thúc mặt nạ xong thì chúng ta lại bôi lại ampo và chúng ta bôi kem chống nắng vào. Đó, thế là kết thúc một cái liệu trình oxy rồi. Thường thường thì giữa các bước thì bên Huế sẽ sử dụng cái nước hoa hồng để cân bằng cái độ pH ở trên da. Mình sẽ trong cái quá trình mà sử dụng này thì mình sẽ hạn chế sử dụng nước nhiều mà chúng ta sẽ sử dụng nước hoa hồng nhiều. Rất là mát. Ra xong đó thì chúng ta sẽ bôi thêm, đắp thêm mặt nạ bột nữa nhé, để giúp khóa ẩm này và giúp hoàn thiện cái quá trình mà để cho da chúng ta nó được thực sự là sạch sẽ và làm trắng luôn.
Sau đó thì chúng ta có thể là như thế này nhé. Ở spa thì các bạn có máy điện Qi thì chúng ta cũng có thể điện Qi một chút cái tinh chất O2, oxy-Z. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ bôi cho khách mang về. Hoặc là nếu như chúng ta không điện Qi thì chúng ta có thể là sau khi sử dụng xong cái mặt nạ này, chúng ta lau lại một chút với nước hoa hồng. Sau đó thì là chúng ta sẽ sử dụng cái tinh chất ở trong cái bộ oxy và sử dụng kem chống nắng cho khách, là chúng ta xong cái liệu trình OC2 rồi nhé. Làm xong thì da rất là sáng này. Làm cái liệu trình này thì da thứ nhất là ức chế sắc tố nám này, da sáng này, trắng này, cung cấp thêm độ ẩm sâu cho da này, cung cấp oxy tươi cho da này. Và cái thứ hai nữa là nếu như mà da nào mà se khít lỗ chân lông ấy thì chúng ta có thể sử dụng cái liệu trình O2 này để cho se khít toàn bộ cái lỗ chân lông ở trên bề mặt da rất là hiệu quả. Bây giờ thì chúng ta sẽ sau khi lau nước hoa hồng chúng ta sẽ lau đến ampoule, sau đó chúng ta sử dụng kem chống nắng. Đó, đây là kết thúc cái liệu trình oxy tươi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi, chúng ta đã kết thúc liệu trình O2, da rất là sáng, rất là bóng và rất là khỏe nhé các chị nhé.